Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn, đã đến tham quan và làm việc tại cảng Sơn Mai Linh. Đây là cảng nước sâu nằm trong top 19 thương cảng hàng đầu thế giới, có khả năng tiếp nhận cỡ tàu megaship lớn nhất hiện nay với trọng tải lên tới hơn 200.000 deadweight. Cùng đi với đoàn còn có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Tiếp đoàn Tổng cục Thống kê và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện cảng Sơn Mai Linh đã giới thiệu về cơ cấu và cách thức vận hành của cảng, kết quả hoạt động của cảng cũng như những khó khăn trong quá trình hoạt động. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay, cảng Sơn Mai Linh đã dần khẳng định được vị thế trong việc nỗ lực giữ vững sự thông suốt của dòng chảy hàng hóa, đưa hàng hóa Việt Nam kết nối trực tiếp với châu Mỹ, châu Âu và toàn vùng Nội Á. Kết thúc năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Sơn Mai Linh gần 800.000 têu, chiếm 20% thị phần khu vực cái mép thị vải. 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng hàng hóa thông qua của cảng ước đạt 650.000 têu. 6 tháng còn lại của năm, cảng Sơn Mai Linh đặt mục tiêu thông qua 750.000 têu. Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chia sẻ thêm với đoàn Tổng cục Thống kê về tốc độ tăng trưởng của các cảng tại khu vực cái mép thị vải, cùng các thông tin về chủ trương đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.